báo đốn lẻn vào nhà dân trộm chó và cái kết. Đoạn clip được camera an ninh ghi lại tại Ấn Độ. Khi đang nằm ngủ say trước cửa nhà, chú chó có tên Jackie đã bị con báo đốn nhẹ nhàng tiến tới, tung đòn kết liễu cắn chặt vào cổ. Mặc dù bị con báo tấn công bất ngờ, nhưng Jackie vẫn cố gắng vùng vẫy hết sức và kêu lên thật lớn nhằm cầu cứu người chủ. Thật may cho Jackie khi người chủ nghe tiếng kêu bất thường, nên nhanh chóng mở cửa bước ra và khiến chú báo hoảng sợ bỏ chạy. Chính điều này giúp Jackie tạo ra màn thoát chết ngoạn mục. Sau cuộc tấn công của báo đốn, Jackie đã bị đa chấn thương, nhưng rất may không ảnh hưởng tới tính mạng.